Xin chào mọi người cùng đến với channel của Sài Gòn Crypto. Thì đây là một kênh chuyên cung cấp thông tin về thị trường cryptocurrency. Hàng ngày thì mình sẽ ra video để cập nhật thông tin từ thị trường đến cho mọi người. Và mọi người cũng có thể là tham gia vào nhóm Telegram. Link mình có để dưới phần mô tả. Đi vào đó thì nếu mọi người có bất cứ thắc mắc gì thì mình cũng sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho mọi người. Và hàng ngày thì mình sẽ cập nhật những thông tin mà mình thấy là nổi bật nhất trong vòng 24 giờ. Thì hôm nay là ngày 6 tháng 6 năm 2022. Thì hôm nay là thứ hai rồi, thì mọi người cũng vừa biết ha, thì sau khi mà BTC có cái việc là đóng nến tuần ha, thì chúng ta đã kết thúc là cái quãng là 9 nến tuần liên tiếp, là chúng ta đã có là 9 nến tuần liên tiếp là BTC đóng cái nến đỏ ha. Và tuần vừa rồi thì là cái nến tuần thứ 10 thì là đã là một cái nến màu xanh, tuy là cái giá chênh lệch của nó cũng không có quá là nhiều so với những cái quãng thời gian trước ha, nhưng mình thấy thì đây đã là một cái nến xanh để cắt một cái chuỗi là 9 cái nến đỏ liên tiếp. Thì ở chút nữa trong biểu đồ chart thì mình sẽ phân tích sâu hơn về cái xu hướng tình hình của BTC ở thời điểm hiện tại ha. Thì mọi người thấy thì overview của chúng ta thì đa phần là các đồng altcoin thì nó đang đều màu xanh ha, sau khi mà nó đã có 9 tuần BTC giảm liên tiếp và altcoin thì đã có những sự điều chỉnh rất là lớn ha. Thì mình thấy là ở trong thời gian qua thì cũng có những cái đồng mà có những cái sự nổi bật ha, ví dụ như là ADA thời gian qua thì một thời gian ngắn đổ lại đây thì nó cũng có những cái sự phục hồi cũng là tương đối tốt ha. Còn Wave thì sau một cái sự tăng trưởng đến lên là khoảng tầm x2 hơn x2 lần ha, thì hiện tại thì cũng đang có những cái sự điều chỉnh nhất định ha. Còn ví dụ con CZ là blockchain làm về cái mảng token fan ha, thì cũng có những cái sự tăng trưởng nhất định, ví dụ như là 16,9% trong thời gian qua. Còn ASS cũng là một con là mình thấy là trong tuần vừa rồi khoảng là gần đến cuối tuần thì nó cũng có những cái sự tăng trưởng nhất định. Thì như thường lệ thì ở trong đầu mỗi video thì mình sẽ điểm qua những cái thông tin mà mình thấy là nổi bật nhất trong vòng 24 giờ ha. Thì ngày hôm qua mọi người thấy là bên StepN thì họ cũng ra một cái đăng một cái tweet ha, có nghĩa là StepN hiện tại thì đang bị tấn công bởi cái đang bị tấn công DDoS, DDoS và họ sẽ quay trở lại trong vòng từ là 1 đến là 12 tiếng ha. Thì mọi người thấy là hôm qua là StepN cũng có những cái sự điều chỉnh cũng tương đối là lớn đúng không? Tương đối là lớn so với những khoảng thời gian trước, dẫn đến là cái đồng CMT cũng điều chỉnh, là cái đồng token quản trị của nó, cũng như là cái đồng là ZT là cái đồng là token trả thưởng của nó ha. Thì hôm qua thì mình thấy là trên trang báo Zing thì trang này thì nó có đăng lên cái thông tin là cái việc là dạo gần đây thì mọi người thấy thì ông CS là ông chủ của Sun Binance thì ông qua Việt Nam và để cái dự cái hội nghị về blockchain. Thì đương nhiên là có rất là nhiều người mà xin và chụp hình với ông CS. Mình thấy là xem trên video thì mình thấy là xếp hàng mà đông chật kín căn phòng luôn và lên đến tận bên ngoài luôn, cả mấy ngàn người ha, và xin chụp hình với là ông CZ. Và hôm qua thì trang Zin thì họ cũng đăng lại cái thông tin là lúc trước là vào thời điểm tháng 5 thì ông CZ ông cũng đăng một cái tweet ở trên Twitter của ông ha, thì nếu có một người nào đó và gửi cho bạn cái tấm hình và chụp chung với tôi ha, thì và chụp chung với tôi và nói là có quen biết tôi ha, thì người ấy chắc chắn là scam ha. Tại vì là những người bạn là thật của tôi á, thì không có làm việc đó và họ không cần thiết để làm việc đó ha. Thì thời gian trước thì ông cũng đăng một cái tweet ở trên Twitter rồi, tại vì là ông CZ mà cũng biết rồi là một người là rất là nhiều người muốn là tiếp cận ông ta và chụp hình chung ha, kể cả những dự án scam và những dự án lừa đảo ha, thì những người đó thì sẽ có những mục đích riêng của họ ha. Và ông cũng tweet một cái tweet ở trên đây ha để cảnh báo cho mọi người. Và hôm qua thì thời gian qua thì ông CZ cũng qua Việt Nam ha, thì Zin họ cũng đăng lại một cái thông tin ha, thì đừng tin những người khoe chụp hình chung với tôi của ông CZ ha, là cái thông tin của ngày hôm qua khi trang báo Zin đăng lên. Còn ngày hôm trước mình thấy là bên sàn Binance, là trên Twitter của Binance thì họ có đăng một cái tweet thôi ha, thì họ chỉ nói là Metaverse loading ha, có nghĩa là Metaverse thì đang chạy ha, thì không biết là cái ý định của họ của sàn Binance thì mục đích là gì ha, nhưng mình thấy là cũng có một số những đồng coin thuộc hệ Metaverse cũng có những cái sự tăng trưởng cũng nhất định ha, ví dụ như con hai ha, cũng tăng, có mình thấy là cũng có những phần trăm tăng giá cũng khá là tốt.
Hiện tại thì mình cùng xem là trong vòng 24 giờ qua thì cái real volume của BTC như thế nào để mình cùng zoom ra cho mọi người dễ xem. Thì ngày hôm qua là vào ngày 5 thì mọi người thấy là cái real volume của BTC là cái khối lượng giao dịch thật của BTC thì chỉ ở mức là 1,22 tỷ đô la thôi. Thì ở con số này thì trong ngày hôm qua là ngày 5 là ngày chủ nhật là cũng là ngày nghỉ, thì mọi người thấy thì con số này thực sự nó rất là nhỏ đúng không? Nó nhỏ hơn rất là nhiều so với lại những cái ngày của thời gian trước, ví dụ như là những mình thấy là những ngày trung bình thì nó cũng rơi đến là vào khoảng tầm 4 đến 6 tỷ đô la ha, mọi người thấy không? Thì ngày nào thấp nhất thì nó cũng rơi khoảng tầm 3 đến hơn 3 tỷ đô la đúng không? Thì ví dụ như là ở khu vực này thì lúc đó mọi người thấy thì BTC cũng có những sự điều chỉnh cũng khá là lớn vào ngày là ngày 31 tháng 5 vừa rồi qua đúng không? Thì lúc đó thì cái volume giao dịch của BTC cũng ở mức là khoảng là hơn 19 tỷ đô la. Thì mình thấy là những ngày nào mà ngày nhỏ nhất thì cũng chỉ rơi vào khoảng tầm 2 đến 2 tỷ mấy, 3 tỷ, 3 tỷ mình thấy là nhỏ nhất ha. Nhưng mà cái volume của BTC mọi người thấy là trong cái ngày hôm qua thì nó chỉ mức là khoảng tầm 1,22 tỷ thôi ha, thì cho ta thấy được là cái khối lượng giao dịch của trong 24 giờ qua thì của BTC thì đang rất là thấp. Thì trong 24 giờ thì khi mà khối lượng BTC giao dịch rất là thấp ha, thì cái số tiền bị thanh lý thì cũng dẫn đến là sẽ rất là thấp thôi. Thì trong 24 giờ thì con số hiện tại thì chỉ đang rơi vào khoảng tầm 89 triệu đô la thôi. Thì mình thấy là mình có xem cái trang dữ liệu CoinGlass ha, thì ở cái phần là số tiền bị thanh lý thì mình thấy là trong ngày hôm qua thì cũng có những thời điểm thì nó rơi rất là thấp, chỉ khoảng tầm 50 đến 60 triệu đô la thôi. Thì mình thấy là nó có thể là nó thấp hơn cả gấp 10 lần so với những cái ngày mà BTC có những khối lượng giao dịch ở mức khá, chứ mình chưa nói đến là những cái ngày mà cái số tiền bị thanh lý kỷ lục ha. Thì trong năm nay thì chúng ta đã có khoảng tầm 3 lần rồi, thì những cái lần mà khi BTC có sự biến động mạnh nhất thì mình thấy là cái số tiền bị thanh lý thì nó rơi vào đến là khoảng là hơn 1 tỷ đô la, khoảng 1 tỷ 2 đến 1 tỷ 3 đô la. Thì trong năm nay thì chúng ta đã có khoảng tầm 3 lần như vậy ha. Và mình thấy là những ngày mà BTC mà những ngày mà cái số lượng tiền mà thanh lý mà ở mức là trung bình thì nó cũng rơi vào đến là khoảng tầm là 200 khoảng tầm trên dưới 200 triệu đô la thanh lý ha. Nhưng mà trong vòng 24 giờ qua thì con số này chỉ ở mức là 89 triệu đô la thanh lý thôi. Thì cho chúng ta thấy được là hiện tại thì thị trường đang rất là do dự ha, và những nhà đầu tư và những nhà tham gia vào cái trò long short này thực sự là hiện tại thì họ cũng đang giảm cái số lượng vốn của họ và họ đứng ngoài thị trường khá là nhiều lần ha. Thì trong vòng 24 giờ để mình xem là khi mà BTC cũng không có nhiều cái sự dao động ha, không có nhiều cái biên độ dao động của nó cũng không quá là lớn, thì cái phe long phe short hiện tại thì phe short thì chỉ nhấn đến phe long thôi, là cái phe short thì bị thanh lý là lên đến là 55%, chỉ nhấn thêm phe short một chút xíu thôi, cũng không có quá là cách biệt ha. Thì hiện tại thì mình có xem trên trang bitinforex.com thì mình chọn vào cái phần là top 100 cái ví, mình bấm vào đây ha, mình bấm vào đây mình chọn vô cái phần Bitcoin Risk List là mình xem vô cái phần là top 100 cái ví Bitcoin đang nắm giữ cái số lượng Bitcoin lớn nhất thị trường ha. Thì mình cùng xem là mình thấy là cũng có những cái ví mà mình thấy là có những cái sự chuyển biến lớn ở trong cái thời gian vừa qua. Ví dụ như là mình thấy là có ví số 49 nè. Để mình xem ha. Là mình thấy là có ví số 49 nè. Ví dụ cái ví này thì mới được tạo từ ngày 3 tháng 6 ha. Có nghĩa là cách chúng ta khoảng tầm 3 ngày trước thôi. Thì khi mà cái ví này mới tạo thì nó được nạp lên là con số lên đến là hơn 16.000 BTC ha, tương đương với con số là 498 triệu đô la ha, ở giá là 29.461. Thì mọi người thấy thì cái ví này mới lập thôi nhưng mà nó được nạp lên một cái số lượng BTC khá là lớn. Thì mình thấy là thời gian qua thì có khá là nhiều cái những cái ví mới ha, có khá là nhiều những cái ví mới mà nó tuy là nó mới được tạo lập lên thôi nhưng mà có số lượng BTC được nạp lên khá là lớn. Ví dụ như là mình thấy là ví địa chỉ ví ở số 53 ha, thì ví này cũng được mới vừa tạo từ ngày 31 tháng 5 vừa qua thôi nhưng mà cái con số BTC nó cũng được nạp lên khá là lớn, lên đến tận là 15.891 BTC, một con số khá là lớn. Thì mình thấy là có thể thời gian qua khi BTC cũng có những sự điều chỉnh thì những cái voi hoặc cái quỹ
thì họ cũng cũng nhân cơ hội này để họ thu mua thêm BTC, hoặc là họ có thể là họ chia nhỏ ra những cái số BTC từ ở những cái ví lớn hoặc cái ví khác ha, để có thể là để nhằm là để tránh cho mọi người có thể là truy xét cái on, giữ lại on chain của họ ha. Thì hôm nay thì chúng ta cùng quay trở về với những điều đồ sạc quen thuộc ha. Thì hiện tại thì mình thấy là tổng vốn hóa của thị trường ha, thì hiện tại thì cũng đang loanh quanh ở mức là 1.233 tỷ đô la thôi, thì mình thấy là cũng không có nhiều những cái sự khác biệt so với những ngày trước ha. Thì mình cũng đã nhận định rồi, nhận định ha, thì ở cái khu vực hỗ trợ tiếp theo dành cho Total là tổng vốn hóa của thị trường thì sẽ ở mức là 1.000 tỷ đô la ha. Thì 1.000 tỷ đô la thì sẽ là khu vực này, thì mình thấy là sẽ là một khu vực hỗ trợ, mình thấy là nó sẽ đây là sẽ là một khu vực hỗ trợ quan trọng dành cho Total hay là tổng vốn hóa của thị trường. Ở thời gian tới thì chúng ta cùng quan sát xem là ở những cái mốc này thì Total là tổng vốn hóa thị trường thì nó có giữ vững được cái mốc này hay không ha. Nếu mà trường hợp xấu xảy ra mà khu vực này không có giữ được thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể thấy là Total nó quay trở về lại với những cái mốc ví dụ như 800, 7 hoặc 800 tỷ đô la ha, lần cùng với lại cái khu vực khoảng tầm là tháng 1 của năm 2021 ha. Hiện tại thì mình thấy là Total 2 ha, Total 2 thì mình thấy là xu hướng của nó là mình thấy là nó cũng là xấu hơn so với lại Total ha, tại vì mình thấy là cũng có những cái đáy mình thấy là cũng tiệm cận về lại với lại cái khu vực đáy của nó ở năm 2021 nha mọi người ha. Thì hiện tại thì cái khu vực hỗ trợ là của cái Total 2 ha, là tổng vốn hóa của các đồng coin thì ở mức là 600 tỷ đô la, 600 tỷ đô la. Thì mình thấy là ở khu vực này thì chúng ta cùng quan sát thêm thời gian tới thôi, tại vì hiện tại mọi người thấy thì khi BTC đang có những cái sự gọi là mình thấy là thời gian qua thì hầu hết BTC nó chỉ dao động ở trong cái biên độ từ là khoảng tầm trên dưới 29 đến 30.000 đúng không? Từ 29 đến 30.000 thôi, cũng không có nhiều những cái sự biến chuyển, nhưng mà vốn hóa của các đồng altcoin thì nó đang dịch chuyển ra ngoài thị trường hoặc là nó đã dịch chuyển về có dành cho BTC rồi ha. Thì mình thấy là Total 2 thì đang là có xuống là đang xấu hơn so với Total, thì chúng ta cùng quan sát tiếp thôi. Còn hiện tại thì mình thấy là để mà nó có một xu hướng rõ ràng ha, thì mình thấy là BTC phải nó cần rắc rắc lên ha, đung rắc 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 lên hoặc rắc xuống ở cái khu vực cái trend range ở khu vực hiện tại ha. Thì hiện tại thì mình thấy là cái BTC Dominate thì thời gian qua mình thấy là nó cũng có những cái sự tăng trưởng ha, như là tuần vừa rồi thì mình thấy là nó cũng có những cái sự tăng trưởng lên khá là đều. Hiện tại thì mình thấy là cũng chưa có những cái dấu hiệu để BTC Dominate nó hạ xuống à, thì một điều này là một điều thì anh em chúng ta hết sức là lưu ý à, tại vì là các đồng ăn khi mà BTC Dominate tăng lên á, thì xu hướng của nó thì các đồng ăn coin thì nó sẽ có xu hướng là nó sẽ bị là mất thị phần à. Mất thị phần dẫn đến là khi mà chúng ta nắm giữ tài khoản chúng ta có nắm giữ ăn coin ấy, thì chúng ta rất là dễ bị gọi là bị thất thoát tài sản, có nghĩa là bị âm tài sản khá là nhiều. Hiện tại mọi người thấy không, thì thời gian mình cùng xem là cái khung tuần của BTC Dominate ha, thì mọi người thấy thì cái khung tuần cái khung ngày ha, của tuần vừa rồi mọi người thấy thì nó tăng trưởng cũng khá là đều đúng không, thì nó tuy là nó không tăng trưởng quá là mạnh, ví dụ như là nó tăng lên một cây hoặc một cây xanh mạnh như thế này như thời gian trước ha, nhưng mà mọi người thấy thì nó tăng trưởng khá là đều ha. Ở trong cái tuần vừa rồi thì đây là một cái xu hướng khá là xấu dành cho altcoin nha, thì khi mà cái thị phần của BTC thì ngày một nó là tăng lên ha. Thì hiện tại thì mình thấy là cái BTC Dominate thì nó ngày càng thì nó lại có những dấu hiệu thì nó xu hướng nó tăng lên ha. Thì nếu mà chúng ta nếu mà để một kịch bản để cho các đồng altcoin có sự phục hồi thì mình thấy là nó phải có một cái xu hướng là nó hạ xuống, ví dụ như những khu vực như là 44 đến 45% thì mình thấy là sẽ là một cái xu hướng đẹp dành cho các đồng altcoin. Còn hiện tại thì mình thấy là nó đang cách rất là xa ở những khu vực như là 45%, hiện tại thì nó đang tiệm cận lên đến khu vực 47% rồi ha. Thì nếu mà chúng ta cùng quan sát thêm thôi, chứ hiện tại thì mình thấy là chúng ta cũng chưa nên vội vào altcoin ở thời gian này đâu, tại mình thấy là cái thị phần của BTC Dominate thì mình thấy là nó lại đang có dấu hiệu nó tăng trưởng lên. Và mình cùng xem về cái thị phần của USDT. USDT là một gọi là một cái đồng mà có mức thị phần gọi là lớn nhất trong các đồng stablecoin. Thì mình thấy là thời gian qua thì tuy là nó cũng đã có những cái
xu hướng khi mà USDT đô đây thì nó ở cái vùng là 7,20%, 7,20%, và sau đó nó cũng có những cái cú hạ xuống, ví dụ như là khoảng tầm trên dưới 6% rồi, thì đây cũng là một gọi là một cái xu hướng tốt dành cho các đồng dành cho USDT ha. Khi mà các nhà đầu tư thì họ có thể họ đã dùng USDT thì họ có thể họ sẽ bắt đáy vào Bitcoin hoặc là Ancoin thời gian vừa qua ha. Nhưng mà mình thấy hiện tại thì cái thị phần của USDT thì nó vẫn đang nằm ở mức rất là cao đúng không? Vẫn đang nằm ở mức là 6,12%, thì mọi người thấy thì nó vẫn đang cao hơn rất là nhiều so với lại những cái khu vực đỉnh là cái khu vực ATH của nó ở những thời gian trước ha. Thì những thời gian trước từ trong khi năm 2018 đổ lại đây thì mọi người thấy thì những cái đỉnh cao nhất của USDT Domain là cái thị phần của nó thì chỉ ở mức là khoảng tầm 5,20% thôi, và thời gian qua thì mọi người thấy thì cũng tăng lên rất nhiều, mặc dù nó cũng có những cú hạ hơn, nhưng mà cái mốc hiện tại là 6,13%, nó vẫn đang là cao hơn rất là nhiều so với lại những cái khu vực đỉnh của nó thời gian trước ha. Thì cái USDT Domain thì chúng ta vẫn cùng quan sát thêm thôi, và nếu mà để đạt như kỳ vọng ví dụ thời gian tới đúng không, thì mình thấy là nó phải có thể nó sẽ có xu hướng nó sẽ hồi về những cái vùng ví dụ như 5,5,20% là cái khu vực này ha. Thì mình thấy là khả năng thì Ancoin thì nó có sẽ hồi tốt hơn, còn hiện tại thì mình thấy là xu hướng của ngay cả USDT Domain thì mình thấy là vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng ha, để chúng ta có thể là kỳ vọng ở một thời gian ngắn tới khi mà Ancoin có những cái sự phục hồi nhất định. Thì chúng ta lại quay trở về với lại biểu đồ của BTC ha, biểu đồ quen thuộc, thì mình cùng xem khung tuần ha. Thì khung tuần thì chúng ta thời gian qua thì chúng ta đã có khoảng là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 cây nến đỏ là BTC đóng tuần liên tiếp ha. Thì đây là một kỷ lục của thị trường ha. Thì thời gian trước thì mọi người thấy thì chưa có thời điểm nào mà BTC ở khung tuần mà nó đóng nhiều những cây nến đỏ liên tiếp như thế này ha. Thì ví dụ như hầu hết mọi người thấy chỉ có khoảng tầm 2 đến 3 cái nến, mình thấy là nhiều nhất thôi là cũng là khoảng tầm 4 cái nến đỏ là cái nến tuần đóng cái nến đỏ liên tiếp ha. Nhưng mà thời gian qua thì nó lại đóng 9 cái nến tuần là liên tiếp luôn, mặc dù là những cái giá của nó cách xa không quá là 3 đúng không. Thì hiện tại thì ở tuần vừa rồi thì chúng ta đã có một cây nến tuần đỏ là đóng nến xanh nè. Mọi người thấy thì cái giá của tuần tuần vừa qua và cái tuần trước thì mọi người thấy cũng không có cách quá là xa đúng không? Thì chủ yếu là nó chỉ dao động ở trong cái phạm vi biên độ khoảng tầm là trên dưới 30 ngàn thôi. Mức giá thì mình thấy là cũng không có cách quá là xa. Nhưng mà cái giá đóng cửa của BTC không tuần vừa rồi thì mình thấy là nó đã nhích hơn trên một chút xíu so với lại cái giá đóng cửa của tuần trước ha. Dẫn đến là nó sẽ xuất hiện một cây nến xanh. Thì mình thấy là ở khu này thì chúng ta vẫn tuy là nó đã chấm dứt là 9 cây nến đỏ liên tiếp ha, và xuất hiện là bằng một cái nến xanh. Tuy là như vậy nhưng mình thấy là vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khác biệt so với thời gian trước. Tại vì mọi người thấy không, thì tuy là một cái nến xanh thôi nhưng mà cái giá của nó thì cũng đâu có khác biệt so với những khoảng thời gian trước đúng không? Thì ở cái khu vực này thì có thể là cái giá đóng cửa, có nghĩa là cái giá đóng cửa và cái giá mở cửa của BTC không tuần thì nó cũng không có cách quá là xa là bao. Và khu vực này thì nó lại thể hiện là một cây nến doji ha, có nghĩa là một cây nến là cái phe mua và phe bán thì nó đang tranh chấp khu vực này và chưa có bên nào chiến thắng hết nha. Thì đây là một cái sự lưỡng lự của thị trường, thì xu hướng hiện tại thì chưa có rõ ràng ha. Mọi người thấy thì chúng ta đã có khoảng tầm 2 tuần rồi, thì mình ở cái khu vực trên đây thì mình tuần cái tuần của giữa tháng 5 thì mình không nói nha, còn cái tuần là cuối tháng 5 và cái tuần đầu tháng 6 thì mọi người thấy không, thì cái giá đóng cửa và giá mở cửa của 2 tuần này thì nó không có cách quá là xa là bao, và nó lại thể hiện ra một cái nến doji ha, một cái nến doji ở dưới khu vực rút chân lên ha, và cái nến doji ở cái tuần vừa qua thì cũng có thể hiện một cái nến là rút chân lên ha. Thì cho ta thấy được là khu vực này thì nó đang xảy ra sự tranh chấp giữa phe mua và phe bán và chưa có một xu hướng rõ ràng, thì chúng ta cùng quan sát thêm ở thời gian tiếp theo thôi ha mọi người ha. Hiện tại thì mọi người thấy thì sau khi mà tuần ha, sau khi khi mà sáng nay thì BTC đóng nến tuần vừa rồi thì thể hiện là một cây nến là cái nến tuần đóng nến xanh đúng không, là nó đã gọi là nói chung là chúng ta có thể là nó hơi phá vỡ xu hướng so với những cái xu hướng trước đó đúng không. Thì sau khi mà BTC đã đóng nến tuần vừa qua là đóng tại nến tuần vùng xanh, thì mọi người thấy hiện tại thì BTC cũng có những cái sự phục hồi gọi là tương đối tích cực đúng không. Thì nó khi mà nó ở những cái mốc như là khoảng là mình thấy là
tiệm cận gần mốc 30.000 và sau đó hiện tại thì khi mà BTC đóng đến tuần một đến màu xanh thì mọi người thấy hiện tại thì BTC nó tăng lên đến là khoảng là 30.500 đô giá cái thời điểm hiện tại ha. Thì có thể là thị trường thì tâm lý của thị trường thì khi mà thấy là có những cái sự gọi là chuyển biến như vậy thì có thể là phe phe mua thì có thể họ hiện tại thì nó đang xuất hiện phe mua và họ đang nhảy vào thị trường ha. Mình cùng xem ở khung H4 thì khung H4 thì chúng ta có thể là xem rõ hơn. Thì thời gian qua thì mọi người thấy thì khi mà BTC chúng ta đã có khá là nhiều rồi, thì từ cái khoảng thời gian là khoảng tầm ngày 10 tháng 5 và hiện tại là ngày 6 rồi thì chúng ta đã có khoảng tầm là 25 ngày, hơn 3 tuần là BTC hầu hết là nó dao động ở trong cái biên độ từ là 28.500 cho đến và 30.500, và hiện tại cái mức giá hiện tại thì nó vẫn chưa có phá vỡ quá được khu xuống ha. Thời gian vừa qua là trong tuần trước thì khi đó BTC nó cũng có những cái sự phá vỡ ở khỏi khu vực kháng cự ha, là khu vực này ha, là khu vực là khoảng tầm 30.800, thì sau đó thì BTC nó cũng có cái hiện tượng là nó rắc lên ha, nhưng mà sau khi nó đụng cái đường EMA là cái đường EMA 200 ở cái khung H4 này ha, thì ở là ở chính xác là cái vùng khoảng là 32.300 giá của BTC, thì sau đó thì nó cũng có những tạo ra cái râu ha, và sau đó thì nó lại hồi xuống cho ta thấy được là cái phe mua khá yếu ớt ở khung này ha, có nghĩa là nó chỉ rớt lên khỏi khu vực kháng cự là 30.800 thôi, và sau đó thì khi mà lên đến khu vực 32.000 thì lập tức là nó có một áp lực bán, là tuy là nó không phải là quá là nhiều, cái có nghĩa là cái lượng cung vào thị trường không quá là nhiều hay, nhưng mà hiện tại thì mọi người thấy thì khi mà real volume là cái mức độ giao dịch của BTC đang ở mức là rất là thấp so với những khoảng thời gian trước đúng không, thì chỉ cần một lượng cung hoặc một lượng cầu vừa đủ vào làm thị trường thôi thì sẽ dẫn đến là đảo chiều xu hướng ha. Tại vì hiện tại thì thị trường thì đang gọi là cung cũng yếu mà cầu cũng yếu, có nghĩa là thị trường đang rất dễ bị tổn thương, chỉ cần một lượng cung hoặc một lượng cầu vừa đủ vào thị trường thôi thì có sẽ dẫn đến là xu hướng sẽ là đảo chiều cái mức giá ở thời điểm hiện tại ha. Thì ở cái khung ngày hay thì mọi người thấy không, thì sau khi BTC đóng đến tuần thì mọi người thấy thì ở cái khung H4 thì nó có những cây nến, có một cây nến khung H4 tăng trưởng khá là mạnh ha. Mình đang nói thời gian hiện tại ha, thì chúng ta cùng kỳ vọng xem là khi mà tuần vừa qua khi BTC đóng đến tuần thì có thể là sẽ tuần này thì mình thấy là xu hướng tích cực có quay trở lại thị trường hay không ha. Và ở cái mốc kháng cự gần nhất ha, là sẽ là cái khu vực kháng cự là 30.800 ha, và BTC nó phải đóng nến trên khu vực 31.000 ở khu vực trên đây, và nó có nghĩa là nó sẽ thể hiện được sức mạnh ở trên khu vực trên đây, và sau đó thì chúng ta mới có thể mong được là nó sẽ hướng đến những khu vực BTC ở khu vực cao hơn ha. Ví dụ như là ở thời gian trước thì mình cũng có thể là mình cũng đã nói cho mọi người ha, thì ở những khu vực là mình thấy là ngắn hạn ha, thì BTC có thể là nó tăng cao nhất đi thì có thể là lên đến cái vùng như là 34 đến 35 ngàn, hoặc cao nhất cũng là 37 ngàn ha, nhưng mà xu hướng chính của thị trường chúng ta vẫn đang là xu hướng chính, vẫn đang xu hướng giảm ha, chứ chúng ta không thể kỳ vọng được là nó sẽ rắc lên khu vực như là bốn mấy ngàn hoặc thậm chí là bốn mấy đến 50.000 ha, thì mình thấy là nó hơi xa vời ha, thì chúng ta sẽ có những cái nhìn gọi là nó thực tế hơn một chút xíu và nó gần nhất và ngắn hạn hơn ha. Còn hiện tại thì xu hướng chính vẫn đang xu hướng giảm của thị trường ha, thì chúng ta vẫn cần quan sát những khung nhỏ hơn và những cái khu vực quan trọng gần nhất ha, và mình thấy là ở khu vực kháng cự ha của BTC vẫn như là những khu vực trước thôi ha, là khu vực đây mình có vẽ một cái khung màu trắng như thế này ha, thì ở khu vực như 30.800 sẽ là một khu vực là kháng cự tiếp theo, và khu vực này thì chúng ta cần quan sát tiếp ha, và mình nghĩ là khi mà hiện tại ha thì mình thấy là khả năng cao ha, thì mình thấy là nếu mà nó rắc lên á thì nó sẽ nằm trên được cái đường EMA 200 ngày ở khu H4 là cái khoảng tầm là gần 32.000, khoảng tầm là 31.700 đến 31.800, nếu mà BG có thể đạt nằm trên cái đường EMA 200 này ngày này ha, thì mình thấy là sẽ là một xu hướng tích cực dành cho BG ở trong những khoảng thời gian tiếp sắp tới khi mà nó muốn hướng đến những khu vực như là BTC ở những cái vùng cao hơn ha. Còn hiện tại thì mình thấy là xuống chung của thị trường vẫn đang là một xuống giảm rồi. Mọi người thấy thì các đồng ví dụ như là BTC Domain thì nó lại có dấu hiệu nó tăng trưởng ha. Ở hiện tại cái video mình đang nhận định thì mình thấy là để mình xóa cái này đi cho mọi người dễ xem ha. Hiện tại thì mọi người thấy thì ở cái BTC Domain thì sau khi BTC có những cái sự tăng trưởng lên đúng không? Hiện tại là 30.600 rồi, và BTC Domain nó lại có dấu hiệu tăng lên thị phần, thì
Có thể là các đồng ăn kho thì nó sẽ có những cái sự là chảy máu thị phần nên mọi người hết sức lưu ý ha. Và thời gian hiện tại thì mình cũng gọi là mình cũng là đa phần mình vẫn đứng ngoài thị trường, và hiện tại thì 80% cái số vốn của mình thì vẫn đang nằm ở là stablecoin nha. Thì sau khi mà thị trường có một cái gọi là cái cơn địa chấn từ Luna ha, mọi người thấy là chúng ta nắm giữ stablecoin, ví dụ như là stablecoin về stablecoin thuật toán đúng không, của cái đồng USD của Luna thì mình nắm giữ không thì mình cũng thấy là khá rủi ro đúng không. Thì nếu mà mình giữ nắm giữ stablecoin thì nếu mà anh em nào mà gọi là kỹ thì cũng có thể là chia stablecoin của chúng ta ra nhiều loại đúng không, có thể là USDC hoặc là USDT hoặc là BUSD, nếu mà chúng ta nắm giữ trong một thời gian dài thì chúng ta muốn an toàn ha. Còn hiện tại thì thị trường thì mọi người thấy đây không có điều gì là không có thể xảy ra ha, nên mình nghĩ là mọi người cũng nên là cẩn thận hơn với lại cái số vốn của bản thân mình ha. Tại vì thị trường thì mọi người cũng biết rồi thì kiếm tiền rất là khó ha. Và trong những năm năm trong những năm 2022 và dụ như là những năm 2023 thì mình nghĩ là cái việc là chúng ta giữ tiền quan trọng hơn là cái việc kiếm tiền, chúng ta không có nên khóa là gọi là mạo hiểm vào thị trường. Và đương nhiên là high risk high return, nó có nghĩa là rủi ro cao đi kèm với lợi nhuận lớn, thì mình nghĩ là cái chiến thuật đó thì áp dụng ở những khoảng thời gian như thế này thì chúng ta sẽ mình thấy là không 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 phải quá phù hợp. Thì mình thấy là cái chiến thuật đó thì chúng ta có thể nên áp dụng vào cái khoảng thời gian khi mà thị trường có sự tăng trưởng tốt đúng không, ví dụ như năm 2021 ha. Thì ví dụ như anh em thì nếu mà đa phần ví dụ đầu tư vào con nào, ví dụ là con rác ha, thì chúng ta cũng có được có những sự tăng trưởng tốt đúng không. Tại vì khi thị trường tăng trưởng, khi cả thị trường đều tăng trưởng tốt lên thì mặc dù những cái đồng coin mà cũng không có nhiều tính ứng dụng ha, là những cái đồng mà không phải là đồng top coin mà coin nền tảng, ví dụ như là coin trend hoặc coin meme thôi, đương nhiên là những cái đồng đó thì cũng không có là nhiều những cộng đồng lớn mà không có nhiều cái tính ứng dụng, nhưng mà những đồng đó thì khi mà thị trường tăng trưởng thì những đồng đó thì cũng có những cái sự phục hồi tốt đúng không. Thì chúng ta có thể là áp dụng cái cách chơi là high risk high return, là rủi ro cao đi kèm với lợi nhuận lớn ở trong những cái xuống tốt như vậy của thị trường ha. Còn hiện tại thì mình thấy là xuống của thị trường thì đang gọi là nó xấu hơn so với lại những khoảng thời gian trước ha. Thì mình cũng khuyên mọi người là chúng ta vẫn nên là chúng ta giữ tiền, cái việc giữ tiền của chúng ta quan trọng hơn là cái việc giữ tiền ha. Thì nếu mà chúng ta có đi vol thì chúng ta nên đi vol gọi là nhỏ hơn so với lại những cái khoảng thời gian trước thôi ha, chứ chúng ta cũng chưa có nên là quá là mạnh tay vào cái khoảng thời gian hiện tại của thị trường ha. Thì hôm nay thì mình cũng điểm qua một số các đồng altcoin. Thì mình thấy là hôm qua GMT sau khi mà nó có những cái gọi là cái bị tấn công DDoS, mọi người mình thấy là nó cũng có những cái sự sụt giảm nhất định ha. Mình thấy là cái mốc giá sâu nhất của ngày hôm qua là cái mốc là 0,09, hiện tại là 0,98 thì nó cũng tăng khoảng là khoảng tầm mười mấy khoảng gần 20% thì cũng đang là một sự hồi của là cái đồng GMT. Là cái đồng GMT là một cái đồng là gọi là token gọi là quản trị của cái đồng GMT, là cái trend motor ha, lấy đồng step end. Thì mình thấy là để mình đánh giá đi thì mình nghĩ là khi mà thị trường có sự phục hồi ha, thì mình thấy là GMT thì cái trend motor thì đương nhiên vẫn là sẽ là một cái trend chính để lead thị trường ha. Và mình thấy là cái đồng GMT có thể thì sẽ vẫn sẽ một đồng gọi là giống như là bên GameFi ha. Thì năm trước thì chúng ta gọi là có ICS đúng không, thì nhắc về GameFi thì chúng ta đầu tiên là chúng ta nghĩ đến là ICS ha. Thì trong năm nay thì mình nghĩ là nếu mà nhắc về trend motor thì chúng ta sẽ nói về là cái đồng GMT đúng không. Thì mình nghĩ là đồng GMT vẫn sẽ là một cái đồng gọi là lead lead cái trend trend motor, là cái đồng đi đầu. Và mình nghĩ là có thể là khi nếu mà thị trường mà là tăng gọi là phục hồi tốt thì mình nghĩ là GMT thì cũng sẽ phục hồi lại thôi ha. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy là ví dụ như là cái khi mà hôm qua ví dụ như là có những cái thông tin ví dụ như là gọi là cái token lạm phát của bên GMT cũng khá là lớn đúng không? Nhưng mình thấy là cái lượng volume giao dịch của cái đồng GMT cũng đang ở mức khá là tốt, có nghĩa là cái lượng tham giao dịch, cái lượng mua và bán của GMT thì cũng đang nằm ở mức tốt ha, có nghĩa là thanh khoản vẫn là tốt chứ không có phải là xấu, mặc dù là nó cũng có những cái sự điều chỉnh nhất định. Thì mình cùng xem qua cái đồng GST ha. Là cái đồng là này là cái đồng mà trả thưởng lại cho cái là cái đồng cái con step end à. Thì mình thấy là cái GST thì mình cũng không khuyến khích mọi người đầu tư vào cái đồng này, tại vì cái đồng này cái đồng reward, cái đồng trả thưởng mà, có nghĩa là nó sẽ được min ha, có nghĩa là nó sẽ được sản xuất ra khá là nhiều ha. Và mình thấy là mình cùng xem trên CoinMarketCap ha. Mình xem cùng xem trên CoinMarketCap để mình cùng xem là hiện tại thì
cái đồng CST này là cái số lượng token của nó hiện tại thì nó đang nằm ở mức như thế nào thôi. Thì mình thấy là hiện tại là cái security supply hay là cái số lượng là cung lưu thông hiện tại của cái đồng USDT thì mình thấy là đang nằm ở mức 77 triệu ha. Thì mình thấy là con số này thì ngày càng nó tăng lên nha mọi người, ngày càng nó tăng lên ha. Thì mình thấy là tại vì cái đồng này là cái đồng reward, cái đồng trả thưởng ha, nên mình cũng không có khuyến khích mọi người là đầu tư vào cái đồng này ha. Thì mọi người thấy thì sau khi mà nó đạt đến ATH là cái vùng khoảng tầm 9,6 gần 10 đô đúng không, hiện tại thì nó bị giảm liên tục ha. Thì nếu mà anh em nào mà có nghiên cứu làm tham gia long short thì có thể là để ý con này ha. Thì mình không có khuyến khích, gọi là mình không phải là nói mọi người là tham gia long short con này ha, nhưng mình thấy là nếu mà anh em có thể là thích tham gia long short thì có thể là nên chú ý vào cái đồng CST ha. Thì mình thấy là cái con này đấy thì nó toàn là giảm đúng không mọi người thấy không, thì những cái nến ngày của nó nó toàn giảm thì giảm thế này, tại vì reward của nó bị lạm phát rất là nhiều ha. Thì cũng giống như là cái đồng SLB hay là cái đồng trả thưởng của cái đồng là ISS ha, hay là cái trend motor là cái trend play to earn ha, thì cái con đồng GST này cũng là tương tự như là cái đồng trả thưởng ha. Thì mình thấy là nó cũng có sự sụt giảm khá là nhiều ha. Để mình xem là cái con Luna ha. Luna thì sau khi mà nó cũng có những sự tăng trưởng ha, lên cái đồng hồng đúng ha. Để mình xem là những cái sàn khác xem như thế nào ha. Luna cái đồng này không phải nữa ha. Để mình xem Luna. Luna thì hiện tại mọi người thấy không, thì nó cũng đang nằm ở mức như là cái đồng không phải đó ha. Mình lên trang Binance ha. Luna thì mình thấy là sau khi mà nó đã tăng trưởng khoảng tầm x2 lên ở cái mốc như là khoảng tầm 9 đô mấy, tiệm cận 10 đô đúng không? Thì mình thấy là sau đó thì nó cũng có những cái sự điều chỉnh ha. Thì mình cũng không có khuyến khích mọi người là chúng ta là đầu tư vào cái đồng Luna đúng không? Tại vì mình thấy là nó khi mà đầu tư vào Luna thì mình thấy là cái sự rủi ro của nó cũng khá là lớn ha. Nhưng mọi người sao trang này của mình nó bị lag rồi, mà mình bấm chuột chuột nó bị đơ ha. Thôi mình lại trở về với lại cái trang Coin Cap đi để mình search cho nó dễ ha. Terra Luna mới là 2.0 mọi người ha, còn Galaxy là cái đồng cũ của nó, phiên bản cũ của nó. Để mình cùng mở chart ôn ha. Chart ôn thì mình thấy là sau khi thì nó cũng có những cái sự tăng trưởng lên nhất định khoảng tầm là gần 10 đô đúng không? 9 đô mấy, gần 10 đô. Thì hiện tại thì nó cũng đang có những cái dấu hiệu là nó ở khu vực này ha, là ngày 31 tháng 5 thì nó ở những ví dụ như những cái đồng Luna thì sau khi mà nó lít sàn thì nó bung lên những cây ví dụ như 20 30 đến 30 đô thì mình sẽ không có tính ha. Vì những cái khu vực này thì sau khi nó đã giảm nhiều rồi thì mình không có nói, và sau đó thì nó cũng đi tích lũy em khoảng tầm 5 đến 6 đô, và sau đó thì nó lại bung ở trong cái đến khu vực là 11 đô luôn, thì mình sẽ nói ở từ khu vực này trở đi ha. Và sau khi nó lên 11 đô thì cái khu vực X2 thì sau đó thì nó cũng có sự tăng giá. Thì mình thấy là khá là nhiều anh em nói về cái đồng Luna này, thì và có thể là tham gia đầu tư thì mình cũng khuyên mọi người những thời gian đó rồi chúng ta không có nên đầu tư vào Luna ha. Thì mình hay nói vui câu ha, thì Upbo lần một là do lỗi của Dogecoin ha, nhưng mà Upbo lần hai là thua lỗ lần hai là do lỗi của bạn ha, chứ không phải là do Dogecoin ha. Thì mình cũng khuyên mọi người không có nên đầu tư nữa, tại vì sao, tại vì hiện tại thì cái market cap của cái đồng Luna 2.0 thì mình thấy nó đang rất là cao rồi ha. Thì cái full diluted thì cái định giá của nó lên đến tận 5 tỷ rồi, cũng khá là cao rồi. Thì chúng ta với một đồng mà với một dự án mà cái đội ngũ của họ thì đang vừa qua đưa đến rất nhiều phốt đúng không, thì đương nhiên là sẽ là mất niềm tin từ thị trường và những các quỹ và các sàn. Thì mình thấy là để một nó sẽ tăng trưởng tốt thì sẽ là cực kỳ khó, và chúng ta đầu tư vào đồng này thì cái sự rủi ro cũng khá là lớn. Nên tại vì sao thời gian qua thì mình cũng khuyên mọi người chúng ta
không có tham gia đầu tư ha, mặc dù là cái volume trên cái cap của nó khá là tốt đúng không, thì lên đến là 0,49 volume trên giao dịch trên market cap ha, là cái volume trên market cap thì cảm thấy là nó ở mức khá là tốt ha. Nhưng mà chúng ta không có nên đầu tư, chúng ta không có nên FOMO vào theo thị trường ha. Thì mình thấy là nếu mà anh em nào đu ở những cái vùng ví dụ như 11 đô hiện tại thì nó chỉ có khoảng tầm chia 2 lần đúng không, thì với khi mà thị trường biến động như thế này ha, và chúng ta mới bắt đầu coin mà có một dự án mà nó thời gian qua nó bị rất là nhiều thông tin xấu như vậy ha, thì mình khuyên mọi người không có, chúng ta không nên đầu tư vào Luna ha. Thì Luna thời gian vừa qua thì chúng đã cho chúng ta những cái bài học rất là lớn rồi ha, chứ chúng ta không có nên gọi là mạo hiểm với cái sự đầu tư của mình. Ví dụ chúng ta đầu tư thì chúng ta có thể là cân nhắc tham gia khảo những cái đồng gọi là top coin, các nền tảng khác tốt hơn ha, mặc dù nó cũng có sự tăng trưởng tốt, chứ chúng ta không có nên là phó mặc vào những cái sự rủi ro. Vậy mình thấy là nó không có được hợp lý ha. Thì Near Near thì mình thấy là thời gian qua thì nó cũng chỉ loanh quanh ở mốc khoảng tầm là trên dưới là 5,5 đô thôi ha. Thì ở khu vực này thì cũng nó tăng cũng từ là 4,6 à. 4,6 để mình đo khu vực thấp nhất cao nhất thì cũng tăng khoảng tầm 40%. Nhưng mà hiện tại thì nhưng mà cái mức giá hiện tại so với mức đáy là cũng khoảng tầm 18%. 18% thì mình thấy là nó cũng nằm ở mức là tương đối thôi, chứ cũng không phải là nhiều mà cũng không phải là ít ha. Thì cho ta thấy được là thời gian qua thì sau cái stablecoin, cái UST của Luna sụp đổ, thì cái stablecoin của Near là cái đồng USN thì cũng cùng cơ chế là cơ chế thuật toán, nhưng mà nó sẽ cái mức là lợi nhuận của nó sẽ thấp hơn, và cũng có một cái số cái đặc điểm là nó sẽ khác với là cái cơ chế của nó khác với lại cái cơ chế của bên stablecoin của Luna ha. Nên cái vấn đề này thì chúng ta cùng quan sát tiếp thôi. Còn hiện tại thì Near thì nó cái sự hồi của nó cũng chưa được là quá là tốt so với những khoảng thời gian trước ha. Thì Near thì mình thấy là vẫn chưa có nhiều gọi là cái tín hiệu để chúng ta có thể vào hàng ở giai đoạn này ha. Thì mình nghĩ là mọi người cũng cần nên quan sát tiếp thôi, chứ chúng ta cũng chưa vội nên vào hàng. Tại vì mình thấy là các đồng vẫn coi, thì đa phần các đồng coi hiện tại ha, thì đương nhiên vẫn có một số đồng có những cái tín hiệu tốt để chúng ta có thể vào, nhưng mình thấy là đa phần các đồng altcoin thì mình thấy là nó cái xu hướng của nó cũng khá là xấu mà, nên chúng ta cũng chưa vội vào thị trường cái thời gian này đâu ha. Celo thì mình thấy là nó cũng thời gian qua thì nó cái sự phục hồi của nó cũng không có quá là tốt nè, và cái mức độ tăng trưởng của nó cũng chưa quá là nhiều, có thể là thị trường thì xuống chưa rõ ràng, nên các nhà đầu tư thì mặc dù là Celo được đánh giá rất là cao, nhưng mà các nhà đầu tư thì họ cũng đang quan sát thị trường rồi, và họ cũng chưa đổ dồn quá là nhiều tiền của họ vào ở những cái khoảng thời gian như thế này ha. Con hai thì sau khi mình thấy là sau khi mà Binance cũng có những cái tweet về lại Metaverse đúng không, thì mình thấy là con hai là một trong những cái đồng ngành của Metaverse, mình thấy là cũng có những gọi là cái sự phục hồi gọi tương đối thôi, cũng không phải là quá là nhiều, cái sự nhích lên sau cái một cái tweet của Binance, và sau đó thì nó cũng có những sự điều chỉnh lại ha. Thì con hai à, cũng hiểu, con San cũng là một con đồng ngành chứ mình thấy, nhưng mà mình con hai là cũng là một con trong cái hệ của bên Metaverse à. Thì mình thấy là nó cũng thời gian qua là cũng có cái sự giảm giá nhiều ha, và hiện tại thì chỉ đang loanh quanh ở cái khu vực là tầm 2 đô thôi. Thì mặc dù là nó được gọi là được partner ở bởi là Binance Lab, mà Animoca là một trong những cái quỹ đầu tư gọi là nổi tiếng nhất thị trường ha. Con hai này cũng là một con đầu ngành của bên Metaverse ha. Thì hiện tại thì mình thấy là nó cũng đang bị giảm khá là nhiều lần từ ở những cái vùng đỉnh của nó, như là 8 đô 3 đúng không, 8 đô 3 đến 8 đô 4, và hiện tại thì đang ở mức là 1,34 thôi, cũng giảm khá là nhiều ha. Mặc dù là mọi người biết là trend Metaverse thì thời gian qua thì chúng ta năm vừa rồi thì chúng ta sẽ nhắc đến nhiều Metaverse, và ngay cả ông lớn là đầu ngành là ông cái ông Meta là Facebook, thì hiện tại thì họ cũng đang đổ thua lỗ vài tỷ đô la và để nghiên cứu về bên Metaverse và phát triển ha. Thì ngay cả một ông lớn như vậy và họ mất một số tiền rất lớn vào thị trường đến vài tỷ đô la, và hiện tại thì họ vẫn đang nghiên cứu, thì mình nghĩ là Metaverse sẽ phải là mất một quãng thời gian dài nữa, chứ mà hiện tại mọi người thấy thì những cái dự án mà ví dụ như là họ raise được vốn ví dụ như vài triệu đô la ha, và những cái dự án game mà họ nói về Metaverse thực sự là không phải đâu mọi người ha. Tại vì nếu mà để phát triển Metaverse thì cần một cái thời gian rất là dài, cũng như là một cái nguồn lực vốn ví dụ như khoảng tầm vài trăm triệu đô la hoặc là vài tỷ đô la ha. Thì chúng ta có thể kỳ vọng được là dự án đó thì làm ăn thật, có thể chúng ta có thể tin vào được là họ phát triển Metaverse, chứ còn dự án nào mà ví dụ như dự án game hoặc ví dụ như dự án nhỏ mà
họ nói là họ sẽ làm về Metaverse thì mình thấy là đa phần là vẽ vời thôi mọi người, nên mọi người cũng không có nên quá là tin vào những dự án đó ha, và chúng ta vẫn có thể đề phòng, tại vì là gọi là mình thấy hay có một câu nói thì gọi là những người nào mà thiếu cái gì thì người ta sẽ thường lảm nhảm về những cái thứ đó, có thể là họ đang gọi là vẽ ra cho mình là chúng ta là họ đang thấy là chúng để chúng ta thấy như vậy thôi, chứ thực chất là không phải ha. Còn để phát triển Metaverse thì cần phải một khoảng thời gian rất là dài và một số tiền rất là lớn vào thị trường ha, chứ không thể được phát triển vào một sớm một chiều được. Thì hôm nay thì mình cũng lên để mình cập nhật đầu tuần ha, mình cũng lên cập nhật về BTC thôi, và mình thấy là sau khi BTC đóng đến tuần thì nó cũng có những cái sự diễn biến tích cực ha, bằng một cây nến H4 mình thấy là cũng với áp lực mua cũng khá là mạnh ở khu vực này, và chúng ta cùng quan sát thêm là ở khu vực kháng cự như là 30.800 thì nó có thể hiện được sức mạnh của nó hay không, và nó rớt lên khu vực này ha, và chúng ta có thể là quan sát ở khu vực này, ví dụ như là nó có những cây nến ví dụ như tương tự tiệm cận đến khu vực như là 31 đến 32 ngàn ha, thì chúng ta cùng quan sát tiếp khu vực này thôi. Và đối với Ancoin thì mình thấy là vẫn đang nằm trong một xu hướng xấu rồi ha, thì mình thấy là nếu mà anh em nào mà mới biết đến thị trường ha, và có thể là chưa có nhiều thời gian thì chúng ta có thể là gọi là đầu tư, gọi là có thể là 100-200 đô vào thị trường, có thể là làm quen với thị trường ha, chứ ở thời gian hiện tại thì chúng ta không có nên là ôn in tài sản và có thể là đầu tư một số tiền quá là lớn vào thị trường ở thời gian hiện tại, thì mình thấy là có một sự là gọi là rủi ro khá là lớn thị trường ha. Thì mình cũng khuyên mọi người là thì chúng ta vẫn có cái view và có view quan sát thị trường thôi, và hiện tại thì cái số lượng tài sản của mình ha, nằm ở gọi là đến 80% vẫn đang nằm ở stablecoin rồi, thì mình cũng chưa là mạnh tay đầu tư vào cái khoảng thời gian này. Thì nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì có thể để lại một like cũng như là đăng ký kênh hoặc bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường, và mọi người có thể là tham gia vào nhóm Telegram, link mình có được dưới phần mô tả, thì vào đó thì hàng ngày thì mình sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mình thấy là có nổi bật nhất trong 24 giờ, và mình thấy là khi mà mình thấy là các sàn mà mình thấy là sàn nào có những cái sự kiện mà airdrop thì mình cũng sẽ là cập nhật thông tin lên để mọi người có thể là nắm được và tham gia được ha. Thì mình xin cảm ơn mọi người đã xem video, và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau ha. Cảm ơn mọi người.